13. Phẩm bất tư nghì. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa, vì việc lớn nên xuất hiện ở đời, vì việc không thể nghĩ bàn nên xuất hiện ở đời, vì việc không thể đo lường nên xuất hiện ở đời, vì việc không số lượng nên xuất hiện ở đời, vì việc không thể so sánh nên xuất hiện ở đời. Phật dạy: Này thiện hiện, đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Thiện hiện, thế nào là vì việc lớn nên Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa xuất hiện ở đời? Nghĩa là tất cả chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đều vì cứu giúp tất cả hữu tình, vì việc lớn này nên không phút giây nào tạm rời bỏ. Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa vì việc này nên xuất hiện ở đời. Thiện hiện, thế nào là Bát Nhã Ba La Mật Đa Sâu Xa? Vì việc không thể nghĩ bàn vậy, vì việc không thể đo lường, vì việc không số lượng, vì việc không thể so sánh nên xuất hiện ở đời. Nghĩa là